phim chưa? Có ba. Có đâu rồi? À, con tàu rồi. Có phim gì hả? Hả? Có phim gì? Phải cái con kia gà tê tê gì đó. Nghe nghe. Phải con sinh viên. Thôi ăn xong không biết thôi. Đói là ăn ghê đó. Không chịu nổi. Xấu tính lắm. Không đợi ai luôn rồi ăn rồi. Người ta mời đi ăn đám dỗ mà mình thì đói. Còn đợi người ta nấu thôi, tôi đi ra quán tôi ăn xong tôi đi về rồi. Sao đấy? Tôi bỏ phong bì lên bàn thờ tôi đi về mất tiêu rồi. Tôi ăn xong rồi tôi đi về rồi. Đợi tôi chết đói rồi. Nên là người ta biết tính mình khi nào nấu xong cái điện thoại ra nhé. Đi đám dỗ và đợi người ta nấu ra là được ăn. Mấy bé mấy nó đang mấy ngày mồ côi á.